Các tỉnh phía Nam cấp tốc tìm lao động. Thanh khoản tiếp tục tăng, chứng khoán lại lập đỉnh. Cục Hàng không đề xuất tăng tần suất bay nội địa, mở chuyến bình thường từ tháng 12. Chợ an toàn lên ngôi. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, các tỉnh phía Nam cấp tốc tìm lao động. Hậu giãn cách, nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam liên tục treo bảng tuyển dụng lao động, tổ chức ngày hội lao động việc làm để mời gọi các công nhân tham gia sản xuất, thưởng cho công nhân mới. Cuối tuần vừa qua tại Trung tâm Văn hóa quận 5, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày hội an sinh tiếp cận với việc làm với sự tham gia của hơn 100 lao động và doanh nghiệp. Sau thời gian được tư vấn, chị Lê Thị Trà My, 40 tuổi, tỉnh Trà Vinh phấn khởi vì đã tìm được việc làm với mức lương khởi điểm 6 triệu đồng tại một công ty thực phẩm. "Tôi thất nghiệp cả nửa năm qua nên dự định về quê. May mắn hôm nay tôi đã tìm được việc làm, nên sẽ bắt đầu công việc vào tuần sau. Nếu mọi người suôn sẻ, sang năm tôi sẽ đưa em gái lên đây làm việc cùng", chị My cho biết thêm. Để chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ xin việc, anh Đào Văn Mạnh, 22 tuổi, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, tìm được công việc bảo vệ với mức lương khá. Công ty còn bao ăn ở, phụ cấp. "Thật may mắn khi tìm được việc làm ổn định lúc này, có thu nhập, nơi ăn ở, bảo hiểm xã hội đầy đủ. Giúp mình yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để đỡ đần cha mẹ, chàng trai trẻ bộng bạch." Không chỉ người lao động tìm được việc làm vui mừng, ngay cả đơn vị tuyển dụng cũng thấy phấn khởi. Khi có những người đến xin việc, ông Phạm Thế Toàn, giám đốc nhân sự hành chính của công ty cổ phần thực phẩm Charlie Make Food, cho biết đơn vị này đang cần tuyển khoảng 500 lao động để bổ sung nhân lực vào các sản phẩm, khâu sản xuất nhằm kịp cung ứng đơn hàng cho thị trường, xuất khẩu vào trong nước. "Vào dịp cuối năm, chúng tôi đã liên kết với các trung tâm giới thiệu việc làm của thành phố và các tỉnh, đơn vị cung ứng lao động tuyển dụng online, trực tiếp nguồn môi giới để nội bộ tìm lao động. Công nhân chỉ có nhu cầu làm việc đều được công ty công nhận và đòi hỏi tay nghề. Công ty hiểu rất rõ những khó khăn của người lao động trong mùa dịch vừa qua nên rất tạo điều kiện để công nhân có việc làm tại doanh nghiệp", ông Toàn cho biết thêm. Tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương, đa số các doanh nghiệp đều căng băng rôn tuyển lao động. Công ty Tê Quang Việt Nam đang tuyển dụng trên 4.000 lao động. Ngoài ra, chính sách phúc lợi, công ty thưởng thêm tiền cho người lao động, riêng lao động đến từ tỉnh Đắk Lắk, công ty sẽ hỗ trợ 2,3 triệu đồng trên một người trên một tháng. Trong thời gian một năm, công ty trách nhiệm hữu hạn Posong Việt Nam đang tuyển dụng công nhân không hạn chế. Công nhân mới vào làm việc nhà máy sẽ được hưởng từ 1,8 đến 2 triệu đồng tùy vào tay nghề. Theo ghi nhận của chúng tôi, ở nhiều doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, treo bảng tuyển dụng đến hơn 1.000 lao động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trung cảnh điều hưu vắng người đến xin việc. Theo bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp V-Ship, trong đợt dịch này, một số doanh nghiệp tạm ngưng và công nhân phải tạm nghỉ. Nhiều công nhân bỏ về quê khiến doanh nghiệp thiếu người lao động. Mặt khác, trong dịp cuối năm, đơn hàng tăng thêm nhiều công ty, tuyển thêm lao động để nâng cấp công suất. Thêm kênh kết nối, theo ông Nguyễn Quang Cường, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, lao động khó khăn về chỗ ở được giới thiệu đến nhà trọ tại 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức ở miễn phí ít nhất 1 tháng đầu tiên. Nếu chủ doanh nghiệp muốn nhân viên có kết quả xét nghiệm âm tính ngay trong ngày phỏng vấn hoặc nhận việc, trung tâm sẽ test nhanh miễn phí tại trụ sở của trung tâm. Thông qua trung tâm, các doanh nghiệp có yêu cầu tuyển dụng hơn 50.000 vị trí nên các ứng viên sẽ được giới thiệu việc làm ngay. Trung tâm đã làm việc với 63 tỉnh thành để chủ động hỗ trợ người lao động có nhu cầu. Hiện 3 tỉnh Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Trà Vinh thông báo sẽ tổ chức đưa xe người về quê quay lại thành phố làm việc. Ông Cường cho hay, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và lao động dễ dàng gặp gỡ, kết nối thông tin, mới đây Chợ Tốt đã thành lập nền tảng việclamtot.com, trong đó hướng dẫn đến hỗ trợ nhóm lao động phổ thông. Đơn vị này đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 40 triệu lao động trong tương lai. Ông Nguyễn Trọng Tấn, Tổng Giám đốc Chợ Tốt nhấn mạnh, nhà tuyển dụng có thể đăng tin trong Chợ Tốt để tìm người miễn phí lao động không mất phí khi đăng thông tin. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà thông tin tại các cơ sở ngành liên quan đang tích cực hỗ trợ thu hút lao động đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp. Mặt khác, Bình Dương thực hiện tốt các chính sách an sinh để giữ chân cho các lao động. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động đều được bố trí khu vực xử lý nếu có F0 với sự hỗ trợ từ trạm y tế lưu động. Do đó, nếu đợt dịch thứ 5 xảy ra, người lao động không phải ngừng việc, bỏ về quê tránh dịch, Bình Dương sẽ xây dựng thêm nhà ở xã hội giá rẻ từ 100 đến 200 triệu đồng, được trả góp lao động, tiếp cận cơ hội an cư lạc nghiệp. Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông tin, qua báo cáo chưa đầy đủ của các quận huyện, thành phố Thủ Đức ghi nhận có 1,3 triệu lao động đã quay lại làm việc riêng trong khu chế xuất, khu công nghiệp. Khu công nghệ cao đã có 1.430 doanh nghiệp hoạt động trở lại, chiếm khoảng 95% so với 257.000 lao động, chiếm khoảng 76%. Thanh khoản tiếp tục tăng, chứng khoán lại lập đỉnh. Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch thanh khoản vượt 40.000 tỷ đồng, dòng tiền tiếp tục hướng vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay là diễn biến của nhóm cổ phiếu chứng khoán. Các chỉ số tăng không ngừng, thanh khoản bùng nổ, công ty chứng khoán là nhóm được hưởng lợi. Cụ thể, giá trị khớp lệnh trên HOSE tăng khoảng 25% so với phiên trước đó, đạt 32.737 tỷ đồng. Giá khớp lệch trên HNX cũng tăng tương ứng, đạt 5.112 tỷ đồng. VHM là mã đóng tích cực nhất cho VN Index, kéo chỉ số tăng hơn 2 điểm. VHM đóng cửa tăng 2,4% lên 84.000
1.000 đồng trên một cổ phiếu. Trong rổ VN30, Pao là mã tăng mạnh nhất, tăng gần 6,9%, theo sau là HDB, MSN, SSI, MWG tăng trên dưới 3% và 14 mã rổ trong VN30 tăng giá vẫn lép vế trước 16 mã giảm. Mạnh nhất vẫn là NVL 2,3%, CVR, HPG, nhóm ngân hàng VPBank, Techcombank, BIDV và một số ngân hàng khác cũng gây áp lực lên chỉ số. Gây chú ý trong phiên ngày hôm nay là giao dịch khởi sắc của nhóm dịch vụ lưu trú ăn uống, giải trí, RIC, VNG tăng trần. Dòng tiền tiếp tục hướng vào nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa, cổ phiếu của họ FLC có 4 mã tăng trần. KLF, ART, ROS và FLC đang chủ yếu cổ phiếu liên quan đến ông trùm MNA, Nguyễn Minh Tuấn là Tuấn Mượt cũng đua nhau tăng trần. Kết phiên VN Index tăng 3,2 điểm, 0,22%, lên 1.476,57 điểm. Lập đỉnh mới là HNX Index tăng 2,65 điểm, tức 0,6%, lên 444,28 điểm. Khối ngoại mua dòng với giá trị 46,8 tỷ đồng tập trung vào VHM, MSN, DZW, HDB. Cục Hàng không đề xuất tăng tần suất bay nội địa, mở chuyến bình thường từ tháng 12. Cục Hàng không vừa có văn bản đề nghị, đề xuất cho Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch về hoạt động bay chở khách như thường lệ nội địa với phương án tăng tần suất, khai thác cho giai đoạn cuối tháng 11 để các hãng trở lại trạng thái bình thường bay mới từ tháng 12. Theo đó, trên cơ sở nghị quyết 128, NDCP và tình hình khai thác thực tế vừa qua, Cục Hàng không đề xuất tăng tần suất khai thác các đường bay, cho phép các hãng được cung cấp thêm dịch vụ trên tuyến đường bay trong giai đoạn từ nay tới cuối tháng 11, từ tháng 12 tới, cho phép các hãng bay khai thác theo tần suất bình thường mới. Cụ thể, trong tháng 11, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tăng tần suất khai thác các đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh lên tối đa 19 chuyến khứ hồi trên một ngày và trên một đường bay bằng 30% tần suất khai thác khi chưa có dịch COVID-19, trong đó phân bổ cho Vietnam Airlines, Vietjet Air mỗi hãng là 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày trên một đường bay, Bamboo Airways và Pacific Airlines mỗi hãng 3 chuyến bay khứ hồi trên một ngày trên một đường bay, Viettravel Airlines 1 chuyến khứ hồi trên một ngày và trên một đường bay. Tăng tần suất các đường bay khác lên 9 chuyến khứ hồi mỗi ngày trên một đường bay, phân bổ cho Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines mỗi hãng 2 chuyến khứ hồi trên một ngày và trên một đường bay, Travel Airlines 1 chuyến khứ hồi trên một ngày và trên một đường bay. Từ tháng 12 năm 2021, Cục Hàng không đề xuất cho phép các hãng bay khai thác với tần suất bình thường theo cấp độ dịch. Ở tất cả các đường bay, theo Cục Hàng không, kế hoạch bay hiện hành chỉ áp dụng đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, nên các hãng hàng không khó khăn trong việc lập kế hoạch khai thác trong lịch bay mùa đông năm 2021-2022, đặc biệt là kế hoạch bay Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Bên cạnh đó, các nhà chức trách hàng không cũng kiến nghị bỏ các quy định hãng hàng không cung cấp dịch vụ trên các chuyến bay để mở các hãng mở rộng cung cấp dịch vụ trên chuyến bay, đặc biệt là cung cấp các suất ăn để hỗ trợ các đơn vị cung cấp suất ăn hàng không. Ngoài ra, Cục Hàng không cũng đề xuất điều chỉnh quy định về chuyển giao thông tin hành khách từ ứng dụng PC COVID-19 trực tiếp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với các địa phương, bỏ quy định giao các hãng hàng không tổ hợp và chuyển thông tin hành khách cho các địa phương nơi khách tới. Với đề xuất này, các địa phương có thể tự cập nhật thông tin hành khách mỗi 30 phút một lần từ ứng dụng PC COVID-19. Theo Cục Hàng không, giai đoạn từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, có 4 hãng hàng không Việt Nam đã khai thác các đường bay chở khách nội địa như Viettravel Airlines chưa khai thác. Các hãng đã khai thác 42 đường bay nội địa tới toàn bộ 22 sân bay, tổng số 979 chuyến bay khứ hồi, chuyên chở trên 170.200 khách. Hệ thống sử dụng chế độ trung bình 47%. Khách đi hàng không giai đoạn này đều phải đạt được các điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Trong đó, các trường hợp bay khai thác tốt nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với 80 chuyến bay khứ hồi, vận chuyển 35.508 lượt hành khách, hệ thống sử dụng ghế 83%. Khách cũng tập trung chủ yếu ở các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An. Chợ an toàn lên ngôi, còn đó những nỗi lo chưa kết thúc khi dịch vẫn đang lan mạnh ở nhiều khu vực, khiến các tuyến cấp chính quyền, người dân đang căng thẳng và luôn trên tinh thần cảnh giác cao. Giúp giải tỏa các áp lực mua sắm mùa COVID-19, một số địa điểm giao thương nằm ở trung tâm chuỗi khu đô thị cao cấp tại thành phố Long Xuyên được mệnh danh là chợ dân sinh 4.0. Chợ Sao Mai Bình Khánh 5, Sao Mai BK5 đã và đang là khu vực thu hút nhiều người tiêu dùng bởi thông điệp điểm đến xanh mua sắm an toàn được truyền từ ban quản lý chợ gửi đến cộng đồng, nơi trú ẩn an toàn cho tiểu thương, trong khi nhiều nơi kể cả chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Long Xuyên đang dần mở cửa rộng phạm vi và mật độ phong tỏa khoanh vùng do số ca nhiễm trong cộng đồng tăng, khiến nhiều tiểu thương rơi vào cảnh bơ vơ, thì chợ Sao Mai BK5 vẫn duy trì khởi sắc thái giao thương phố thị. Bà Lê Thị Thúy, phường Bình Khánh chia sẻ:
Từ khi có chợ này, người dân nội địa và dân cư lân cận đã thuận tiện hơn trong việc mua bán. Ngoài tạo cơ hội phát triển kinh tế vùng, chợ Sao Mai BK5 còn góp phần rất lớn tiêu thụ nông sản cho bà con, nông dân. Từ khi mùa dịch bùng phát, ban quản lý chợ đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phun khử khuẩn, phát tờ rơi, đặt bồn rửa tay ngay tại các lối ra vào của chợ. Đặc biệt chỉ có các riêng chợ Sao Mai BK5 là có khu vệ sinh sạch sẽ. Chuyện này tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng vì nó đã giải quyết được khâu vệ sinh tối thiểu cho người mua, khách đi chợ thêm nhẹ lòng. Thoạt nhìn chợ Sao Mai BK5 phần nào giống như bao ngôi chợ truyền thống, nhưng sự khác biệt trong bối cảnh thiết kế, không gian kiến trúc thể hiện tầm nhìn lâu dài, khoa học, thoáng và sạch là những tiêu chí đặt lên hàng đầu ưu tiên vì nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, đặc biệt là khâu vệ sinh an toàn cho tất cả mọi người. Nếu như dịch COVID-19 là một phép thử khắc nghiệt mà tất cả các nơi trên thế giới đều phải bất an, thì chợ Sao Mai BK5 đã và đang vượt vũ môn thuận buồm xuôi gió. Mọi người đang lấy hài lòng, an tâm và sống tốt khi hoạt động buôn bán kinh doanh ổn định, thậm chí còn buôn may bán đắt hơn trước. Điểm nhấn của chợ dân sinh 4.0 này đó là nơi cư trú an toàn của khá nhiều tiểu thương và phải tháo chạy khỏi các ngôi chợ khác để gặp bến đỗ và có cơ hội kinh doanh đúng nghĩa, tăng tốc sự bảo vệ và an toàn. Đối nghịch với sự vắng vẻ ảm đạm của những khu vực bị phong tỏa, nhất là không khí mua bán có phần tấp nập nhưng rất trật tự ở các khu chợ Sao Mai BK5, nghiêm túc tuân thủ các biện pháp 5K, dường như được mỗi người dân nằm lòng và xem xét như là một phần của sinh hoạt hàng ngày. Tinh thần trách nhiệm cao, giám sát, điều phối lượng khách ra vào chợ thông qua việc kiểm soát phiếu đi chợ cũng như các thông tin y tế của họ bằng cách quét mã QR code. Đặc biệt nhất là 100% tiểu thương ở đây đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Có thể nói mô hình điểm đến xanh, mua sắm an toàn tại chợ Sao Mai BK5 đang thực sự phát huy hiệu quả, rất cần được nhân rộng. Tiêu chí chợ an toàn không hề xa vời mà nó được thể hiện đơn giản và gần gũi như thế ngay trong thời khắc khắc nghiệt với sự nhạy cảm này.